Mấy chị có hỏi là sang đây em ngủ quen giờ chưa? Em là trước giờ cái chị đấy ở Việt Nam em thích ngủ giờ nào em ngủ. Em thích thức giờ là em thức. Không phải phẫn nộ đâu Mai Vũ ạ. Em sang đây mà cái chị nghe đây này. Kẹo ngủ, mọi người biết rồi, em ở Việt Nam em xài cái này. Ở Việt Nam em xài cái này này. Kẹo ngủ không phải là dòng thuốc để mình bị phụ thuộc. Đó. Một ngày một người dùng được 2 viên này. 2 viên kẹo ngủ này. Kẹo ngủ giúp chúng ta định hình giấc ngủ sớm hơn. Hoạt chất của nó là thảo mộc, cho nên là nó sẽ giúp cho chúng ta thấm và không bị phụ thuộc thuốc. Giống như kẹo ngủ này, có hôm trước có một đứa em nó nhờ em là sử dụng mua cho một cái dòng khác, em không tiện nói tên ở đây. Nhưng mà em không mua. Tại vì sau khi em kiểm tra thông số thì nó là dạng an thần. An thần nó cần phải có cái mà gọi là bác sĩ kê đơn đấy. Nên là các chị sử dụng kẹo ngủ này như em này. Em muốn ngủ sớm, ví dụ mai em ngủ 7 tiếng rồi. Em ngủ 7 tiếng thì em sẽ muốn là giấc ngủ của em sớm hơn, em sẽ ngậm 2 viên. Và khi ngậm 2 viên này này, mọi người để dưới lưỡi. Đó. Để dưới lưỡi là tốt nhất. Đó. Ở những khu lạnh thì không nói, nhưng ở những vùng nóng mọi người phải để hộp này ở trong ngăn mát tủ lạnh nha. Và mọi người hạn chế mở ra mở vô nhiều. Mở ra mở vô nhiều á, cái không khí nó vào nó làm nở cái viên kẹo ra. Cái này là hàm lượng 5 mg. Nó là dạng kẹo ngủ. Natural là thảo mộc. Một hộp này của nó là 250 viên. Một hộp này 250 viên. Giá của nó là 565.000. Điều đặc biệt vượt trội của cái sản phẩm này là sáng ngủ dậy các chị không bị đau đầu, không bị mệt mỏi, không bị dạng choáng choáng. Có rất nhiều dòng kẹo ngủ uống vào nó bị ly bì, nó làm cho người ta thần thức bị kém đi, trí nhớ kém, sức chịu đựng kém và không tỉnh táo theo dạng trong suốt. Các chị biết rồi đấy, em tỉnh là vô cùng tỉnh, lúc cần làm việc em tỉnh táo như một con sáo. Đá hộp này là 250 viên nha, một ngày 2 viên, hàm lượng của nó là 5 mg nha, hàm lượng 5 mg. Nên em, mọi người bảo em sang Mỹ có bị jet lag không, có bị cái thời gian giờ giấc nó bị ảnh hưởng đến giấc ngủ không? Em không có bị jet lag. Tại vì em đã rèn luyện mình sử dụng cái kẹo ngủ này từ rất sớm. Là khi nào em cần ngủ sớm em mới dùng. Còn không dùng thì em vẫn ngủ như trâu như chợ như lợn bình thường. Ví dụ như ở Việt Nam em cần ngủ sớm lúc 3 giờ chiều. Để 7-8 giờ tối em like một cái phiên like túi sale đến tận 1-2 giờ sáng. Thì bắt buộc em phải ngủ lúc 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Thì em sẽ ngậm 2 viên kẹo ngủ để em ngủ sớm hơn. Ngủ sớm hơn xong đến 7 giờ em dậy em live stream đến đêm. Đó là lý do rất nhiều người hỏi sao chị Trang live stream mà tỉnh táo không phải đâu. Bạn ngủ 4 tiếng sâu còn hơn 10 tiếng lơ mơ. Giấc ngủ cực kỳ quan trọng. Và mọi người khi đi ngủ mọi người đừng cầm điện thoại. Ngậm kẹo ngủ nó sẽ làm cho cái giấc ngủ của mình nó sâu hơn, không bị giật mình, không bị mệt nha. 565.000 một hộp 250 viên. Lưu ý phụ nữ có thai không được sử dụng. Phụ nữ cho con bú thì phải nhớ ngủ rất say đấy. Ngủ rất say nhé. Nên là các bà cho con bú mà các bà ngủ trương thây nứt xác các bà đừng dùng. Nói chung là tôi không khuyến cáo những chị em cho con bú dùng.
Bởi vì các bà mà dùng, các bà ngủ say, các bà cho con các bà đói chết mẹ luôn nha. Còn nếu những bà nào mà ngủ mà đặt đồng hồ mà tỉnh ấy, các bà, nhưng mà con mà mới sinh ấy, mấy tại mấy à, 1 2 tiếng nó bú rồi thì các bà khỏi dùng. Ví dụ con mình khoảng 1 2 tuổi mình dùng thoải mái, 1 tuổi dùng thoải mái, bởi vì con nó còn nhỏ, nó cần bú mình rất là nhiều, nên là các bà phải thức để cho con bú. Còn nếu như các bà không thức được thì đừng đẻ. Đã xác định đẻ con là phải vất vả 3 năm đầu tiên, rất là mệt. Cho nên rằng là em không khuyến cáo những bà mang bà các bà bầu mang thai là tuyệt đối không dùng rồi đó. Và các bà đang cho con bú khỏi dùng đi mấy mẹ, các mẹ thức mà nuôi con đi. Còn ví dụ như các bà mà có giúp việc cơ, các bà ngậm thì các bà ngủ, ok, giúp việc hoặc bà nội, bà ngoại trông giùm, thì tự dưng các bà lúc mà cương sữa các bà tự dậy mà cho con bú được. Nhưng mà bắt buộc phải có một người đảm bảo cho con mình nó được bình yên và an toàn, chứ dùng kẹo ngủ ngủ sâu như chết, thế là thôi, con chết đói dã răng, gào khóc thảm thiết, mẹ vẫn chưa chưa dậy, đang ngủ say tình nồng. Em ngậm kẹo ngủ ấy, em ngủ say như chết nha các bà, ngủ say như chết. Nên là mấy bà mua hàng chụp hình inbox lại em nha. Bây giờ em đi ngủ, mặc dù em đã ngủ từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối,